Mới giờ cái AdSense số tự động nữa anh chị. Xe này thì nó chạy cũng khá ít nha, chạy mới có 3 vạn là 30.000 anh chị. Đăng ký là tháng 12 2021, lăn bánh là 2020 tháng 12 2021 anh chị, sản xuất là 2021 nha, một đời chủ mua mới. Xe này thì chủ mua xe và sử dụng và lăn bánh tại Bình Dương anh chị. Xe này mua tại Bình Dương và sử dụng lăn bánh tại Bình Dương, không có ngày nào ở Trà Vinh hết nha. Chủ xe này có nhà cửa ở Bình Dương nhưng mà chưa có hộ khẩu ở Bình Dương, nên có hộ khẩu ở Trà Vinh anh chị. Xe này thì lăn bánh ít và đẹp lắm. Xe ở Bình Dương thì chiếc nào cũng đẹp anh chị. Cái trên cái sổ quản lý á, là mình mua lần đầu tiên mình đăng ký ở đâu là nó sẽ theo xe suốt đời luôn anh chị. Xe này mua và sử dụng và đăng kiểm lần đầu tiên là tại 61 Bình Dương, số quản lý là 61. Mua cũng ở tại Bình Dương luôn anh chị. Mua và sử dụng lăn bánh tại Bình Dương luôn. Lăn bánh mới có 3 vạn thôi anh chị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Bình Dương anh chị thấy không? Đó. Mua xe tại Bình Dương, đăng kiểm tại Bình Dương, số quản lý là 61 và lăn bánh sử dụng tại Bình Dương nha. Tâm nhắc lại. Và tiếp theo đây nữa là Tâm muốn giới thiệu đến nhà mình một con xe AdSense màu đỏ đô. Không biết là có khoảng 60 xe thì trong nhà đã có 30 xe màu đỏ rồi anh chị. Màu đỏ công nhận là cái thị trường này người ta chuộng màu đỏ nên xe màu đỏ bán rất là nhiều. Hết đăng kiểm rồi. Thì ngày mai bên Tâm sẽ đăng kiểm mới lại 2 năm. Biển số 84A08227. Lăn bánh 3 vạn. Sơn rin thì còn trên 95% á. Một chủ mua mới từ đầu. Vỏ lốp theo xe còn rất là dày anh chị. Heo đĩa mâm rồi còn mới tinh nè. Vỏ theo xe còn dày cui à. Được trang bị là màn hình cam da, phim cách nhiệt, ghế da. Đó, bản này là bản tiêu chuẩn nha anh chị. Bên Tâm bán xe này thì bên Tâm bán là 420 nha anh chị. 420 2021. 21 mà lăn bánh có 30.000 thôi anh chị. Vỏ lốp là còn dày lắm, còn theo xe và còn dày cui à. Heo đĩa nè. Và đĩa nè. Đây. Tuần thứ 37 2021 nè chị thấy không? 37 2021 nè. Đó. Tuần 37 2021. Đẹp mới, mới tinh à. Cơm hô. Vỏ còn dày ha. Còn rất là dày. Xe này thì bên ta mình bán bao đô chuẩn nha anh chị. Ba bảy hai nghìn hai mốt. Heo đĩa còn mới 7 màu luôn nè, thấy không? Cái đĩa nè. Xe này đẹp anh chị ơi. Đèn là đèn mắt liếc nha. Mặt ca lăng mới có đời nổ từ xa. Sơn rin là trên 95%, xe này Tâm đánh giá được 9 điểm trở lên nha anh chị. Chất xe đẹp lắm. Bảo đảm anh chị sẽ vừa ý với cái sản phẩm này ha. Còn đủ hai chìa khóa. À, đời nổ startup, mở cửa một chạm. Gương kính bấm auto hết. Rất là ưng ý nha anh chị. 420 anh chị. 420. Trần bọc 5D rồi. Ghế da. Xe này vừa mua ra là bọc trần luôn anh chị. Màn hình cam da đầy đủ. Dàn âm thanh cực hay luôn.
Có cửa gió hàng ghế sau nè. Ai mua xe thì tìm đến ô tô Duy Tâm nha. Bên Tâm bán những cái xe rất là chất lượng anh chị. Có nghĩa là xe bên Tâm lựa những cái xe chạy dưới 100.000. Chất lượng thì khỏi bàn rồi anh chị ơi. Rồi anh chị nhìn cái nội thất nè. Cái phần ở phía sau ha. Bao cho anh chị là xe rất đẹp nha anh chị nha. Chất xe này thì Tâm đánh giá là trên 90% á, trên 9 điểm nha anh chị. Không lỗi lầm nha. Bánh xe cua nè, còn mới nguyên luôn. Cái thùng mà đồ nghề con đội là theo xe có đủ. Hôm nay đi giải ngân. Xe này chủ mua góp qua ngân hàng, bên Tâm mới giải ngân. Hôm nay đi lấy cà vẹt các anh chị. Xe thì khỏi nói, ưng ý. Có gia chủ đã lắp đặt thêm cho mình một cái camera hành trình. Bớt cho anh chị đăng kiểm mới nữa. Xe này 420 đăng kiểm mới anh chị. Để anh chị 418 đi ha. 418. Tháng 12, tháng 12. Bỏ trên phòng đi em. Tháng 12 2018 anh chị. À, tháng 12 2021 lăn bánh được 30.000. Hyundai Accent số tự động 5 chỗ ngồi máy xăng, động cơ là 1.4 bản tiêu chuẩn. Bên Tâm bán xe này cho anh chị là 418 triệu bao rút hồ sơ nha. Xe thì biển số 84 nhưng mà mua xe và lăn bánh thì tại Bình Dương, số quản lý là 61, odo chuẩn là 3 vạn 30.000, đúng 30.000 nha anh chị. Xe thì khỏi nói rồi, rất là đẹp và ưng ý luôn, và trang bị cũng khá là đầy đủ rồi. Thì hôm nay bên Tâm nhận xe này về rồi, ký giấy về mình rồi, còn đi đăng kiểm mới nữa là hoàn chỉnh. Vỏ lốp là theo xe hết, đăng kiểm mới, vỏ theo xe, còn dày, chất lượng xe thì còn rất là tốt. Và Tâm đánh giá xe này thì trên 9 điểm đó. Một đời chủ mua mới, xin nhắc lại, một con xe Hyundai Accent số tự động mà còn tốt như này, còn chất như này và giá thành như vậy thì anh chị cứ tham khảo ha, hợp lý thì chốt ủng hộ nha. Còn mới lắm, chủ giữ gìn rất là kỹ và nước sơn rin hầu như là hết xe luôn đó. Còn trên 90% là nước sơn rin nha, không lỗi lầm nha anh chị. Khung gầm động cơ hộp số, máy số, keo chỉ rin hết. 418 triệu ha, anh chị thấy hợp lý thì chốt ủng hộ nha. Cảm ơn anh chị luôn luôn theo dõi ô tô Duy Tâm và chia sẻ và đóng góp những cái động viên, những cái lời hay ý đẹp để Tâm xây dựng một cái kênh bán hàng thật là uy tín và chất lượng để phục vụ anh chị nha. Anh chị có nhu cầu mua xe thì liên hệ cho Tâm và đến xem xe trực tiếp tại ô tô Duy Tâm, có nhiều sự lựa chọn cho anh chị ha. Tâm cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị nhé.